Chào mừng quý vị đến với chương trình phóng sự của đài VOA. 150 năm trước, Tổng thống Abraham Lincoln đọc một bài diễn văn ngắn tôn vinh những người lính đã ngã xuống trong trận chiến Gettysburg. Ngày nay, những lời ông nói được coi là một trong những diễn đạt hùng hồn nhất về những nguyên tắc mà nước Mỹ đại diện. Ngày 19 tháng 11 vừa qua, bài diễn văn này lại được đọc một lần nữa tại lễ tưởng niệm ở nghĩa trang nội chiến Gettysburg. Mời bạn theo dõi tương trình sau đây. Một diễn viên ăn mặc như tổng thống Abraham Lincoln đọc những lời mà ông nói vào ngày 19 tháng 11 năm 1863. Đây là một phần trong buổi lễ được tổ chức tại nghĩa trang quân đội quốc gia nơi chung cất những người lính liên bang ngã xuống trong trận Gettysburg. Tổng thống Lincoln đã đến đây khoảng 5 tháng sau sự kiện cánh đồng chết. Là cái tên đặt cho bức hình này. Tổng thống Lincoln đã lên tiếng trước nỗi bàng hoàng của cả nước về số thương vong khổng lồ tổng cộng gần 50.000 người. Đó là trận chiến đẫm máu nhất trong cuộc nội chiến Mỹ. Diễn văn của ông kéo dài chưa đầy 2 phút, và Tổng thống thứ 16 của Mỹ tiên đoán rằng Thế giới sẽ chẳng mấy lưu tâm điều ta nói ở đây. Ông đã lầm. Sử gia James McPherson thuộc Đại học Princeton nói di sản của Lincoln gắn liền với những nguyên tắc sáng lập nền Cộng hòa. Tại đây, ở Gettysburg, Tổng thống Lincoln đã thể hiện những tư tưởng này một cách hùng hồn và hiệu quả nhất. Ông Michael Crutcher là cựu chiến binh lục quân Mỹ, đóng vai Frederick Douglass, lãnh đạo phong trào bãi bỏ chế độ nô lệ. Những lời nói đó gần như huyền bí và mê hoặc. Hiệu trưởng Đại học Harvard Drew Gilpin Faust, một nhà sử học, nói Tổng thống Lincoln xúc động bởi những gì đã xảy ra ở đây. Tôi nghĩ ông ấy cảm thấy mình nhỏ bé trước những gì mà rất nhiều người ở đây đã hy sinh. Ông ấy cảm thấy khiêm nhường và cảm phục sự can trường và hy sinh của nhiều người trên cánh đồng này. Học sinh Mỹ từng phải thuộc lòng bài diễn văn Gettysburg, một dự án trực tuyến với sự trợ giúp của những tổng thống Mỹ còn sống, kêu gọi người dân Mỹ ghi nhớ bài diễn văn 150 năm sau đất nước này giữa chúa trời sẽ khai sinh nền tự do mới và rằng chính phủ của dân do dân và vì dân sẽ không lụi tàn khỏi quả đất